dưới của bên này. Ừ. Mặc mấy cái tông vỏ đỗ không? Thế sẽ có những ai đi? Có thêm Hồng nữa, với cả đang bảo rủ thêm Linh nữa. Nhưng rủ chưa? Minh đồng ý chưa? Chưa, lần trước mình nói qua với Minh một lần, nhưng mà Minh bảo là chị say mã. Đây này, đây này. Dài. Ừ. Tuần sau, cuối họ đông chết. Tuần sau á? Thứ thì tuần sau mình muốn. Ừ đúng rồi. Ngày đấy cưới nhiều. Không, chị này chưa cưới. Ngày cũng nhiều. Mình chỉ lấy đi chụp ảnh thôi. Hôm em bảo cái này đấy, cái chị thuê cũng nhiều ấy. Ừ. Này, mặc dài nhá, nhất định mặc dài nhá. Mặc dài. Không, như còn mặc ngắn. Đấy nhìn rồi, mặc ngắn nhìn rất lùng. Và trông nó rất kiểu không có chân luôn. Nó sẽ phải lo đến những việc như bắp chân có to không hay đi. Nhưng mà xem concept nhà đấy chưa? Vấn đề là không thuê được nhà. Nên là chắc là sáng đi tối về thôi. Bởi vì thử. Cứ thử thôi. Váy cô dâu thì sẽ là màu trắng. For sure rồi. Thế ra định chụp ở đâu chưa? Là kể. Nó sẽ chụp trên ngoài trời ở cái khu mà dưới chân núi Hàm Lợi. Dưới chân núi Hàm Lợi có chỗ chụp á? Gần đấy không? Chứ không hẳn. Hồ Thanh Lanh à? Không, có cái hồ Đông Quan với cả hồ Kèo Cả hay Đông Sơn nhỉ? Nói chung là nhìn hồ được cũng khá ok mà nó sẽ không đông như ở cái hồ Hàm Lợi, hồ Hàm Lợi bẩn lắm. Tức là nó sẽ là kiểu concept cây xanh à? Ừ. Hay mặc váy hồng? Đúng rồi. Chị đang định chốt là màu hồng cái hoặc kiểu là màu... Em thích kiểu màu vỏ đỗ ấy. Ừ đấy. Ừ đây này. Đây này. Đấy. Thử đi. Em vừa mới chỉ cho chị cái này xong. Đấy. Màu phải giống hệt nhau cơ. Màu tông màu phải cùng nhau hoặc là... Tại vì nhìn thấy đèn vàng nhìn. Đây chắc chắn là hai màu khác nhau rồi. Màu khác nhau. Màu này đậm hơn đúng không? Thử nhìn cái này thử ướm mọi người. Cũng xinh mà. Người luôn đấy đúng không? Ví dụ cùng cái tông màu này thì còn váy nào nữa không em nhỉ? Chị nhìn đây thấy có mỗi một cái. Ừ. Ừ. Không em chụp ảnh nó phải giống hết nhau chứ. Ờ đây, hai cái hồng này còn khác nhau này. Ừ, đây hoặc không thì không thì hai màu hồng này giống nhau này. Đây ba cái màu này này. Nhưng màu này vẫn sáng hơn. Không chưa. Một là không thuê, hai là thuê cùng nhau chứ sao thuê xem nhau được em. Hai cái này chỉ giống nhau. Nhưng mà nó chỉ có hai cái. Thuê một bộ này thì là bao nhiêu một ngày? 250. Tất cả các mẫu đều là 250 à? Thế thì cứ để bọn chị xem một cái đã. Ừ, chị cứ xem. Ờ. Ừ, rõ ràng. Màu màu này trông hơi u ám ấy nhỉ. Nhưng mà màu màu này dễ sáng ra. Tại sao lại cả toàn các chuyên gia thời trang ở đây cơ chứ lị? Màu này xinh nhá, không phải xấu đâu nhá. Lấy thử đi. Nhưng mà xem cho các mẫu mà nó đã từng mặc với lần này. Ví dụ em mà sẽ không mặc kiểu này này. Không, cái vai nhỏ thì mặc được. Có vai ngực nó sẽ to hơn không? Có, bởi vì cái này nó không lộ ngực ra. Chị độ bao nhiêu cũng được mà. Đúng không? Cái này nó không lộ. Vai của Nam lại gầy. Ừ. Em thì phải mặc cái mà không được lộ 100% vai như thế này mà phải có hồng một cái gì có, đấy. Hồng với Na là có thể lộ vai. Nhưng mà đến đây thì 5 cái giống hệt nhau, 6 cái giống hệt nhau. Mẫu giống hệt nhau luôn. Giống hệt nhau luôn á? Không có mẫu khác à? Không, giống hệt nhau nhìn ngu á. Ừ. Nên thực ra trong trường mà không có cái nào khác thì mình vẫn sẽ chọn giống hệt nhau thôi. Đây nha, dừng, không chọn tất cả cái dãy màu xanh này nhá. Tất cả dãy màu xanh này. Không được lấy xanh nhá. Thế cái xanh này cũng không được à? Xanh cũng không à? Xanh này em mặc cái trắng ra là mấy cái váy làm được mua màu xanh này. Đỏ, đỏ huyền bí không? Đỏ á? Đỏ. Nó có nhiều dáng đúng không? Ừ. Không như cái kia.
Thế là mỗi giá. Phải thử đi, phải thử đây này, hồng mới còn cả bên này mà. Đây này, có một số các cái hồng của bên. Thưa bây giờ cách mà biết màu tốt nhất nhá là lấy với nhau xong rồi lấy đèn điện thoại ấy, dọi vào. Bởi vì đèn đây mỗi góc một góc, cái nhìn đậm cái nhìn nhạt đấy. Ừ, cái này cũng xinh. Thử đi, hỏi nó phòng thử đâu nhỉ. Đây phòng thử cô dâu. Ôi đây, ở bên này có váy. Toàn váy ngắn thôi. Oh, how sweet. Trinh tỏa. Hey, hỏi bạn. Bạn ơi, thấy phòng thử cho đồ này thì cũng bên này hết à? Bây giờ lấy ra mấy cái màu giống nhau đã. Thử tông hồng trước nhá. Ừ, chắc cả em nghĩ là lấy tông hồng thôi. Đấy. Đúng không? Xinh này. Cái này màu đậm hơn. Trước thực ra cũng xinh nhưng mà nó đúng là cái đậm cái nhạt đấy. Đây lấy điện thoại. Hai màu khác hẳn nhau, chắc khác hẳn nhau. Ừ chắc chắn, nhưng mà lấy ra để đi so cho dễ. Có địa phân biệt đồng mắt luôn đấy. Không phải hơi mà nó rất buồn cười ấy. Có cái đợt Phương Huyền có mua hẳn ba cái giống hệt nhau để. Đây, khác nhau rồi này. Đây, đi lùi đây. Mua để chụp ảnh cưới và trong ngày cưới luôn. Đây, ví dụ cái này thì cùng màu cái nào. Nó cũng chẳng cùng màu với cái nào đâu. Ba màu này là ba màu khác nhau. Mẹ gì mà khó vậy.